Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Xuân Ngọc xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình của SBS tiếng Việt. Hiện nay đang có những cái chương trình chủ ngừa rất là phù hợp và nhanh chóng cho mọi người đấy ạ. Và ngày hôm nay thì Xuân Ngọc nói nhanh thôi. Victoria ghi nhận đến 1.438 ca nhiễm COVID-19 mới. Đây là một con số mà ngay từ sáng mọi người đã nhắn tin và nói với nhau rằng ô sao tăng nhanh như thế và tăng trong cộng đồng của chúng ta. Lại phải tiếp tục chứng kiến 5 người thiệt mạng nữa. Và cư dân ở các vùng có nguy cơ cao cũng nên chú ý đến một cái thực tế là như vậy chính vì tình hình hiện nay nó đang thay đổi rất là nhanh như thế cho nên là việc tăng tốc chủng ngừa là rất là cần thiết ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một nỗ lực một chương trình của cộng đồng người Việt và chính quyền địa phương ở miền Tây của thành phố Melbourne xin chào đón và cảm ơn sự tham gia của khách mời ngày hôm nay nghị viên Cúc Lâm đến từ hội đồng thành phố Maribonong xin kính chào bà Cúc Lâm ạ dạ yeah, xin chào um, uh, thính giả và tất cả thính giả của đài SBS cũng như là em Xuân Ngọc ạ thì thời gian trước đó Xuân Ngọc nhắc đến cho quý vị rất là nhiều lần khi mà Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Người Việt Tự Do ở New South Wales đã thực hiện việc chủng ngừa Covid-19 rồi. Ở Melbourne thì Chùa Quang Minh cũng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để trở thành trung tâm chủng ngừa vaccine. Và cái sáng kiến phối hợp giữa Hội đồng Thành phố Moribonong và Chùa Quang Minh để mà thực hiện chủng ngừa vaccine cho bà con đồng hương đó thì đã có từ lâu chưa và được hình thành như thế nào ạ? Thưa bà Cúc Lâm ạ dạ yeah, ok à, cảm ơn những ý, những cái um, câu hỏi của em xuân ngọc à, thì em đã trình bày tôi là nghị viên cúc lâm của thành phố melbourne à, trước khi bắt đầu chúng tôi uh, muốn nhìn lại chúng tôi muốn nhìn nhận là chúng ta đang sống trên mảnh đất của bộ tộc Kulin. và tôi muốn bày tỏ lòng kính trọng đến những bậc trưởng thượng của mảnh đất này à, và những mảnh đất truyền thống này chúng cũng như tất cả những thổ văn và dân đảo torres strait trong hiện tại cũng như trong quá khứ để trả lời những câu hỏi của sư ngọc thì um, hiện tại cái thành phố Merabnon là một cái thành phố mà uh, có thể nói là cái uh, sát xuất và chuẩn người chuẩn người đó là nó nó rất là nó nó thấp nó là trong cái tiểu bang này cho nên oh. có những ý kiến đóng góp là um, phối hợp với những cái đoàn thể cũng như tôn giáo để mà có những cái rằng uh, là, là pop up À, chủng ngừa dạ. những cái chỗ mà chủng ngừa um, nó di động như vậy cũng như là những cái um, sự đóng góp của tất cả um, uh, chùa hay là những cái mosque hay là những quý vị những cái uh, cộng đồng nào đó để tiểu chúng sứ chúng tôi sẽ trình bày thêm um, cho um, cũng như quý đồng bào biết. Vâng về cái chương trình chủng, chủng ngừa tại chùa Quang Minh này đó thì cụ thể thời gian là sẽ bắt đầu từ ngày nào và tiêm vaccine gì Hỗ trợ gì cho bà con đồng hương không ạ? À? Bởi vì nhiều cụ cũng cao niên này, rồi nhiều bạn thì cũng mới qua, rồi là nhiều người không thảo tiếng Anh chẳng hạn thì hỗ trợ được nhiều không? Và cụ thể chi tiết ạ? À? Xin mời bà. OK, rồi um, à, cảm ơn em. Thì uh, cũng như um, cảm ơn cái uh, những cái câu hỏi các em và cũng như cảm ơn đài SBS đã cho chúng tôi một cái buổi nói chuyện chia sẻ với với bên quý vị khán giả ngày hôm nay. Um, như thế này, tôi được hân hạnh tham dự cái buổi trực tuyến um, thông tin y tế về thuốc chủng ngừa vaccine Covid-19 um, vào ngày 19 tháng 9 do cộng đồng người Việt tiểu bang uh, Victoria ông um, Nguyễn Văn Bon tổ chức với cái sự ủng hộ À, của hội đồng thành phố Melbourne và một số bác sĩ Việt Nam à, cũng như là của Department of Health Human Services à, để thực hiện à, vào ngày hôm đó. Thì um, sau khi cái buổi cái buổi trực tuyến đó đó, thì tối hôm đó nó có khoảng hơn 70 người tham dự yeah. um, để hỏi cũng như trả lời những câu thắc mắc um, bằng sử um, dụng bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh thì nó đây là một cái điều à, chứng tỏ rằng cộng đồng chúng ta muốn tìm hiểu rõ về cái việc chủng ngừa vaccine covid 19 chín này à, để tích cực tích cực tham gia thì cá nhân chúng tôi đã chích ngừa rồi chích ngừa hai mũi covid 19 chín rồi ừ. để bảo vệ cho bạn bè thân nhân gia đình và cho tất cả cộng đồng để ngăn ngừa những cái bệnh tật này thì để cho chúng ta trở lại một cái cuộc sống bình thường và thoải mái như chúng ta mong muốn đó hàng lâu, um, cho nên đó là sau khi đó thì chúng tôi um, cũng có nói chuyện với lại um, quý um, quý thầy um, thì để mà có một cái buổi um, chích ngừa um, mà cho nó có thể nói là uh, thân thiện cũng như là quen thuộc cho cộng đồng chúng ta là chùa Quang Minh à, số 18 tám đường Bird Street ở Braybrook thì có lẽ quý vị ở sống ở tiểu bang Victoria thì quý vị cũng biết là chùa Quang Minh chùa Quang Minh um, với sự hỗ trợ của thầy trụ uh, trì thầy Thích Phước Tấn um, thầy đã rất là quan minh và ủng hộ cho um, À, có một cái cái chỗ mà um, cái phòng khám để mà chích chích ngừa um, với sự phối hợp của hội đồng thành phố Merabanon và Cohel. Um, để làm việc như vậy thì cái buổi chích ngừa đó đó uh, sẽ bắt đầu vào cái tuần lễ uh, tuần tới tức là từ cái ngày uh, 4 tây tháng uh, 4 tây tức là 4 tây tới 8 tây 4 tay tới 8 tay là cái ngày thứ hai bắt đầu từ 4 tay thứ ta tới 8 tay cái buổi đó thì quý vị uh, sẽ uh, từ 10 giờ sáng cho tới 4 giờ 30 chiều thì quý vị chỉ cần đến đó thôi mà không cần phải bút hẹn hay như thế nào hết để cho nó dễ dàng uh, cho quý vị khi mà quý vị chích buổi đó thì quý vị chích cái đô ra cái buổi đầu tiên À, buổi đầu tiên thì quý vị sợ người ta sẽ hẹn cho quý vị à, trở lại vào cái ngày 15 tây hoặc là 19 tây tháng 11 để chích cái mũi thứ hai. Cho những quý vị mà đã chích ở đâu rồi mà đúng cái ngày à, để mà chích trở lại, á, 6 tuần lại chích trở lại là cái ngày đó thì quý vị cũng có thể đến để chích mũi à. thứ hai tại chùa Quang Minh nữa. Cho nên đó là một cái sự rất là, là dễ dàng cũng như thuận tiện cho quý vị phải à, chứ là chỉ đến chùa mà chích. Vâng, nghe đâu thông tin là bác sĩ Phạm Phúc Nhân cũng đã nói về cái chuyện này tức là cho chích Pfizer Đó, và cái vaccine này có sẵn rồi Đây là một điều rất là tuyệt vời, rất là tốt cho bà con đồng hương và hy vọng quý vị chia sẻ thông tin từ SBS tiếng Việt với cuộc phỏng vấn như thế này các thông tin chi tiết đến bà con đồng hương để mọi người có thể dành ra thời gian mà thứ hai bắt đầu từ 10 giờ sáng tại Chùa Quang Minh để tới chủng ngừa ngay cái việc này tăng tốc độ chủng ngừa và chúng ta sẽ sớm vượt qua cơn đại dịch để sống chung với nó một cách an toàn nhất có thể đó hy vọng là như vậy Bây giờ chúng ta nói tới một cái góc độ khác Từ góc độ mà những người tổ chức Và Cúc Lâm là cũng có Trong nghị viện Của Marie Bonhomme City Council Thế thì Với những người tổ chức đó Rồi cả Chủ Quang Minh nữa Thì cái sự mong đợi Cái sự kỳ vọng nhiều nhất Vào đợt chủng ngừa vaccine này là gì ạ? cái sự mong đợi và thiết tha uh, yêu cầu uh, quý vị những quý vị nào chưa chích hoặc là chích một mũi rồi mà đúng sáu tuần lễ phải đi chích lại thì có thể đến đó, chích mũi thứ hai và những người chưa chích thì quý vị nên hưởng ứng để uh, đi chích ngừa để cho chúng ta uh, có một cái đạt được cái mục tiêu là chúng ta phải là chích cho nó cái số lượng nó đầy đủ nhiều để mà mình bảo vệ cho uh, gia đình cũng như bảo vệ cho thân nhân cũng như tất cả, cả cái cộng đồng và ngày hôm đó uh, chúng tôi sẽ sẽ có thông dịch viên người Việt Nam và yeah. nhân viên Việt Nam sẽ ở đó để mà túc trực để mình giúp đỡ cho quý vị có những cái câu hỏi mà quý vị thắc mắc nhé trên những ngày hôm đó cho nên quý vị không ngần ngại um, quý vị cứ đến và sẽ có nhân viên Việt Nam sẽ có những cái người đến sẽ hỗ trợ và vâng, sự hỗ trợ là sẵn sàng và rõ ràng dành cho quý vị đến với chùa Quang Minh vào cái thời gian đó Thế còn ở yeah. vị trí của chính quyền địa phương trong chương trình này đó thì vai trò là gì? Và cái sự mong đợi trong cái vai trò của chính quyền địa phương ở đây Sự mà hỗ trợ này tạo điều kiện của chính quyền địa phương tới mức nào? Um, ở Hội đồng Thành phố Nga Bà Non Thì chúng tôi rất là ủng hộ những cái nhiệt tình Cũng như những đóng góp của các, các cả cộng đồng Và um, có những cái chương trình nó tương tự như vậy Tức là vào thứ Bảy uh, và Chủ nhật này tức là um, 2 và 3 tây tháng 10 ở tại Western Bulldog, cái chỗ Western Oval đó yeah. thì cái, cái tuần này cuối tuần này thứ bảy và chủ nhật um, quý vị có thể uh, đến đó để mà chích ngừa nhưng mà cái này thì cần phải booking tức là phần cần phải có các hẹn để mà họ biết cái số lượng bao nhiêu người đến uh, thì booking có vị có thể đến uh, trong vô trong cái website là coronavirus vic gov au thì quý vị book đó và sẽ chích uh, hai ngày đó là thứ bảy và chủ nhật ở Witten Oval và đồng thời nữa thì um, sau khi mà chùa Quang Minh xong cái tuần mà từ um, một bốn tay cho tới 8, 8 tay tháng 10 à. yeah. thì cái tuần kế tiếp đó là cái mosque của người thổ dân người cỡ, cỡ là cửa uh, là Turkish mosque ở nó gọi là tên gọi là the Australia Life Foundation cũng sẽ tương tự giống như vậy giống như chùa Văn Minh và yeah. chích bắt đầu chích cho một tuần tức là từ thứ hai 11 tây cho tới cái thứ cho 15 tây tháng 10 tức là trong cái tuần lễ đó quý vị cũng có thể walk in, tức là đến thẳng đó để mà chích giống như chùa Quang Minh vậy. Thì cái đó như vậy là cái chương trình nó là như vậy. Rồi khi quý vị mà chích cái mũi đầu tiên thì nhân viên họ sẽ book cho mình, chẳng hạn như là chùa Quang Minh thì họ sẽ book cho cái mũi thứ hai vào cái tuần lễ thứ hai, 15 tây tới 19 ngày tháng 11. Đó, thì quý vị khi đó thì người ta sẽ hẹn cho quý vị là trở lại chích lần thứ hai. Rồi ở Mos ở The Mosmart của uh, Australian Life Foundation thì họ cũng làm những cái gì tương tự như vậy. Cho nên là hy vọng đồng hương chúng ta và tất cả mọi người mình nên hưởng ứng và đóng góp bằng bàn tay để mà chúng ta đạt được cái mục tiêu để mình có thể sum họp và làm việc thoải mái bình thường trở lại giống như chúng ta mong muốn. Vâng. Như vậy chúng tôi hiểu rằng đây là một cái chương trình mà chính quyền địa phương cũng muốn thực hiện với liên tôn, với các tôn giáo khác nhau tại địa phương, chứ không chỉ riêng gì Phật giáo mà có cả các cái tôn giáo khác. Với cái mục tiêu cuối cùng đó là tạo ra được cái khả năng phủ vaccine tốt nhất cho địa phương. Và một lần nữa thì Xuân Ngọc rất là cảm ơn bà Cúc Lâm tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay và chúc bà thật là nhiều sức khỏe và chương trình sắp tới đây của Maribonong City Council phối hợp với Chùa Quang Minh sẽ thật là thành công. Cảm ơn bà. Dạ, yeah, ok, thành thật cảm ơn uh, Sư Ngọc và yeah, thành thật cảm ơn tất cả quý uh, thính giả của đài SBS. Dạ, yeah, cảm ơn. Và bây giờ thì cũng rất là trân trọng và kính trọng được chào đón sự tham gia của Thượng tọa Thích Phước Tấn trụ trì Chùa Quang Minh ạ. À. À, xin chào anh Sư Ngọc và xin kính chào toàn thể quý vị thính giả của đài SBS. Và có thể nói là những cái quang cảnh về mùa xuân của chùa quang minh thì làm cho người ta nhớ tới cảnh quan của ngôi chùa và nhớ chùa nhiều lắm thầy ạ à? bởi vì là trong cái thời gian covid vừa rồi khó khăn quá đó thế bây giờ thì lại được biết rằng là chùa đó, đã có một cái sáng kiến cùng với hội đồng thành phố ở maribonong thực hiện cái việc chủng ngừa cho bà con đồng hương thì như vậy là bà con vừa được tới chùa này cũng làm cảm thấy mình gần gũi hơn những cái điều quan trọng là được chích ngừa nữa. Thầy nói một chút chi tiết cho mọi người biết về cái sáng kiến này được hình thành như thế nào? À, xin kính chào anh Xuân Ngọc và toàn thể quý vị, thính giả. Thật sự thì cái ý tưởng này nó cũng đã bắt đầu rất là rất là lâu. À, từ lúc mà vaccine được uh, được uh, chích tại uh, nước úc thì à. tôi thấy rằng uh, một trong những cái nỗ lực mà mình có thể ủng hộ được á là là sử dụng cái những cái trung tâm tôn giáo để ủng hộ cho cái việc này chích ngừa này nó nó có nhiều nhiều cái mặt lợi cái mặt thứ nhất đó là cái cơ cơ sở thì có sẵn thứ hai nữa là cái nguồn thiện nguyện viên và thứ ba nữa đó là để cho mọi người thấy rằng cái tinh thần ủng hộ cho cái việc tiêm chủng ngừa này đó của tôn, các tôn giáo đó rất là mạnh mẽ và nó cũng chưa nói đến những vấn đề tâm linh trong đó nữa thì đây là một trong những cái điều mà đáng lý ra là chính phủ phải tận dụng và dưới cái sự hỗ trợ của các tôn giáo thì cái việc tiêm chủng ngừa này nó sẽ thành công nhanh hơn Vâng, và bây giờ thì thấy chính quyền địa phương cũng đã tận dụng cái sức mạnh của Liên Tôn khi mà phủ vaccine trong thời gian này rồi nhưng mà chắc là ý thầy muốn nói đến chuyện là nếu như sớm hơn thì nó sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn đúng không ạ? Vâng, à, đúng. Dạ. Lúc, lúc đó thì uh, chùa cũng có nêu lên với lại uh, uh, các thị trưởng, uh, thị trưởng và cao su là của Mary Binon thì họ cảm thấy là ý tưởng rất là hay và sau đó thì uh, lần 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 thì nó mới đưa tới cái 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 giai đoạn này và uh, dịp này đó là sự hợp tác nói đúng hơn đó là sự hợp tác của uh, uh, thành phố Maribyrnong của Co Health và của uh, chủ Quang minh. Vâng. Và đối với nơi tổ chức thì sẽ phải có những cái sự sắp xếp cho nó phù hợp với yêu cầu của Bộ Y tế rồi. Thì không biết là cụ thể thì chùa có gặp khó khăn gì hay là cái việc sắp xếp thì nó ra sao ạ? À, được cái thì công à, viên của chùa rộng à, bãi đầu xe thì nó cái sức chứa thì nó cũng khá là đủ và thêm nữa là hội trường cũng khá là, là lớn và các cái phương tiện như là nhà vệ sinh những cái đường à, di chuyển cho những cái người à, khuyết tật à, tất cả đều có sẵn à, đây là từ, tôi muốn nói đến cái hội trường à, quán tự tại là cái hội trường của bên cái à, phía dưới của cái chánh điện lớn đó yeah. À, và cái bãi đầu xe của chùa là 250 chỗ thì những yếu tố này đã đã được uh, họp ba lần đó đúng hơn đã họp ba lần là và lần cuối là hôm qua với lại co health thì tất cả những cái chi tiết đó đều đã đã được uh, thông qua và rất là thích hợp cho việc này vâng lúc này khi mà nói tới cái sáng kiến để phối hợp giữa các bên thực hiện việc trùng ngừa thì thấy là thượng tọa có nhắc tới một cái ý tưởng nó mang tính tôn giáo, một cái góc độ tôn giáo nữa, ý nghĩa mang góc độ tôn giáo, thì xin thượng tọa nói thêm chi tiết được không ạ? Dạ yeah, Vâng, à, thật sự ra thì chúng ta đã cố gắng nhiều, nhiều mặt, từ cách ly, từ khẩu trang, từ hỗ trợ cho những người ở tuyến đầu, vân vân. Và bây giờ đến cái giai đoạn này là cái giai đoạn tất cả mọi cái sự hy vọng nằm ở cái cái vấn đề tiêm chủng ngừa để coi như là Nó là một cái bước cuối cùng để trước khi mọi người trở lại sinh hoạt bình thường à. thì nói nói đúng hơn là trong thời gian qua thì mọi người cũng phải nói là đau khổ thì cũng có nhiều cái sự đau khổ từ trực tiếp và gián tiếp và xa gần nó rất là nhiều yeah. thì những cái điều này nó đánh động đến cái tâm thức của rất là nhiều người nhất là những người càng ưu tư về cái xã hội càng ưu tư về quần chúng đó. thì cảm thấy rằng mình phải làm một cái điều gì đó dù đó là hạnh nguyện của một cái vị một cái vị Bồ Tát hoặc là hạnh nguyện của một cái một cái người bác sĩ hoặc y tá hoặc chỉ là một cái người dân thường ai cũng nghĩ rằng mình phải làm được một cái điều gì đó để mà hỗ trợ cho cái 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 bước cuối cùng này trước khi chúng ta được mở cửa sinh hoạt tự do thì nó uh, nếu như mà thấy rằng cái việc này nó là một cái việc tâm linh thì nó rất là tâm linh cho nên thành ra là chùa không không chỉ thấy đây là một cái vấn đề y tế không mà nó là một cái vấn đề tâm linh trong đó nữa. Vâng và đến lúc này thì xin thầy nhắc thêm một thật là chi tiết những cái thông tin liên quan đến cái đợt chủng ngừa này thời gian địa điểm để bà con có thể nghe một lần nữa thì chắc chắn là mình không bỏ lỡ Vâng, thì uh, thời gian đó là từ thứ hai tới thứ sáu uh, 4 tây tới 8 tây tháng 10 này chính đó là là thứ hai tới đây thì uh, tất cả quý vị nào đã chích uh, một mũi rồi cũng có thể tới chích mũi thứ hai À, và để để xác định à, mình đã chích được cái mũi thứ nhất rồi đó thì cái hồ sơ của quý vị nó có ở trong cái cái hệ thống của chính phủ thì chỉ cần quý vị mang Medicare thì các nhân viên ở đây họ có thể à, lấy lại cái hồ sơ và họ biết mình đã chích được một mũi và mình có thể chích được cái mũi thứ hai và như vậy thì mình cũng có thể à, được cái được cái digital certificate là sau này nếu mà các cái nơi họ có cái sự đòi hỏi thì mình cũng có được cái, cái bằng chứng đó và không nhất thiết là phải là thường chủ nhân hoặc là có quốc tịch hay công nhân gì cả tất cả mọi người đều có thể tới tới uh, tiêm chủng ngừa uh, và cũng không cần phải booking gì cả quý vị có thể tới uh, và và uh, quý vị đều được uh, tiêm chủng ngừa hết cho nên uh, nó cũng rất là dễ dàng dễ dàng và quý vị có tới đây À, bà, à những à, lái xe cũng được hoạt động có thể đón xe bus 410 hoặc 220 tới đầu ngõ ở đường Ballarat và đi bộ vào hoặc lái xe đậu vào trong khuôn viên của chùa để mà à, để mà à, được à, được cái sự hướng dẫn. Trong đây thì nó có một số thiện nguyện viên của chùa sẽ hướng dẫn quý vị từ bãi đầu xe cho tới khi quý vị vào trong ghế ngồi và từ sau đó trở đi khi mà quý vị được nói chuyện với lại các nhân viên y tế thì sẽ có những cái thông dịch viên, thông dịch viên uh, chuyên nghiệp trong Đấy. trong các lĩnh vực y tế họ sẽ uh, trả lời tất cả những cái thắc mắc uh, để cho quý vị có thể uh, nó nó rất là nó rất là private nó rất là riêng tư Đấy. cho nên thành ra uh, không không phải lo cái cái vấn đề đó cái người thông dịch viên nhưng mà quý vị sẽ được hướng dẫn từ ngoài bãi đầu xe cho tới cái cái chỗ ngồi cho nên rất là uh, uh, rất là an toàn và rất là đầy đủ. Uh, và thêm nữa là uh, những ai mà uh, 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 trên 60 tuổi, 60 và trở lên đó thì quý vị sẽ được chích AstraZeneca còn từ 60 trở xuống thì quý vị sẽ uh, được chích uh, Pfizer. Uh, cho nên uh, xin tất cả quý vị uh, cứ an an tâm tới thì không cần phải booking, không cần phải là thường chú, không cần phải là công dân và quý vị đã chích một mũi rồi cũng có thể tới để chích mũi thứ hai. Yeah. đó là à, thật, quá dễ, thật. dễ dàng. À, rất dễ dàng, thầy có nhắc tới là rất dễ dàng và thuận tiện cho mọi người. thì có lẽ là một câu chuyện rộng hơn một chút trong lúc mà ở úc này rất là dễ dàng cho mọi người tiếp cận được vaccine và tiếp cận được những cái hỗ trợ của chính quyền, vân vân. thì ở việt nam Xuân Ngọc được biết là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Cũng đã hỗ trợ rất là nhiều Cho bà con đồng hương ở trong nước Gặp thực sự khó khăn Phải nói là đứng giữa làn danh Của cái sống và cái chết Thì xin thầy có thể so sánh Giữa hai bên Và cũng là cung cấp một số thông tin Về các cái hỗ trợ ở Việt Nam Trong thời gian vừa qua Và tình cảnh của đồng hương Việt Nam ra sao? À, Vừa khi mà nghe tin Nước Việt Nam mà uh, Bị lockdown Cũng như bên Úc Thì chúng tôi biết rằng uh cũng có thể hỏi lại là những cái 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 hỗ trợ về cái mặt xã hội nói về nói đúng hơn về mặt tài chính và cái vấn đề đi lại đó ở Việt Nam thì nó gặp khó khăn hơn yeah. và cái thực phẩm muốn mua được nó cũng khó khăn hơn nữa thì chúng tôi mường tượng ra được rồi nhất là dân Melbourne thì đã bị coi như là 250 ngày bị lockdown cho nên là ít nhiều cũng thấm thía về những cái, những cái việc này mà nói chi là mình biết rằng trong những cái bối cảnh mà thực phẩm nó bị khó khăn đó. Cho nên thì giáo hội liền lập tức kêu gọi, mục đích đầu tiên chỉ là làm sao để giúp cho mọi người có được cái thực phẩm để mà họ vượt qua trong cái giai đoạn. Nhưng mà phải nói rằng là càng ngày càng ngày cái cái lockdown ở Việt Nam nó lại kéo rất là dài như như chính quyền họ 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 dự tính Yeah. À, cho nên nên thành ra cái cái chương trình giúp đó nó cũng kéo rất là dài rồi qua đến cái giai đoạn gặp khó khăn trong cái vấn đề à, một số người mất rồi cũng không không có những cái 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 quan tài gì đó thì yeah. cũng có hỗ trợ một phần nhưng mà sau đó hình như trên chính quyền họ cũng đã đã đã, đã tiếp tay rồi trong cái 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 việc đó nên tham mình, mình tản từ từ qua lại cái cái phần tiếp tục về cái mặt thực phẩm thì cái việc đó nó làm trong một cái khoảng thời gian cũng rất là dài cũng cách đây hai tuần thì cái chương trình của giáo hội coi như là tạm thời chấm dứt bởi vì chúng ta đã đề ba một cái khoảng thời gian và thực hiện trong một khoảng thời gian khá dài thì vẫn tiếp tục giúp nhưng mà nó không có là quy mô nhưng cái, cái những cái đợt đầu dạ yeah, uh, còn những đợt sau này vẫn còn tiếp tục nhưng mà chỉ làm ở ở cái mức độ nhỏ lại thôi yeah. uh, đến dạ uh, yeah. vâng, cảm ơn thông tin thầy chia sẻ với mọi người và có lẽ là đến phút này thì một thông điệp nào đấy mà thượng tọa thích, thích phước tấn gửi đến tất cả mọi người liên quan đến cái việc chủng ngừa vaccine ạ à? dạ yeah, xin uh, kính uh, thưa quý vị uh, chúng ta phải hợp tác với nhau hợp tác ở đây là đây là một cái cái một cái bước cuối cùng để trước khi mà Victoria được mở cửa sinh hoạt lại bình thường đó là cái việc chủng ngừa nó vừa là an toàn cho quý vị, an toàn cho tất cả mọi người và nó sẽ cứu vãn được cái cái tình thế rất là uh, nguy kịch đối với cả cái cái cộng đồng của chúng ta và cả cái quốc gia thì nó là như vậy cho nên dù cho quý vị có những cái ý kiến khác biệt như thế nào về cái việc chủng ngừa nhưng xin quý vị hãy cùng hợp tác với nhau chúng ta cùng khuyến khích mọi người đi chủng ngừa bởi vì nó cũng đến giai đoạn này nó cũng rất là an toàn rồi cho nên à, chúng ta nên hợp tác đây là hợp tác với nhau để chúng ta thành công và khi thành công rồi thì mọi sự sinh hoạt nó sẽ, sẽ trở lại à, một cách bình thường và ổn định à, sau đó thì coi như những cái khó khăn hiện tại bây giờ tôi biết rằng cái khó khăn nó rất là nhiều nhiều mặt nhưng khi trở lại bình thường này, thì nó sẽ tháo gỡ được một số lớn những những cái vấn đề mà chúng ta đang gánh chịu chung với nhau uh, trong một cái cộng đồng hay trong một cái tiểu bang hoặc là quốc gia vì, vì vậy nên xin quý vị coi cái việc chủng ngừa này nó vừa là y tế để an toàn cho mình cho những người thân của mình nhưng nó cũng là một trong những cái cái bước quan trọng mà chúng ta có thể đóng góp được cho quốc gia và xã hội vâng yeah. một lần nữa thì thật là cảm ơn và trân trọng thời gian mà thượng tọa dành cho chương trình của sbs ngày hôm nay chúc thượng tọa thật là nhiều thật là dồi dào sức khỏe và cái chương trình chủng ngừa mang lại hiệu quả lớn trong thời gian rất gần tới đây thôi thứ hai này thôi bà con đồng hương xin hãy nhớ cái mốc thời gian này và chúng ta hẹn gặp lại nhau trong một ngày gần nhất tức là hy vọng đợt này bà con đồng hương sẽ được đến chùa để ăn Tết Nguyên Đán như mọi năm rực rỡ và rất là thành tâm ạ cảm, <laughs> cảm ơn thầy dạ yeah. yeah, cảm ơn sư ngọc cũng nhờ anh mà cái thông tin này đã được uh, lan tải ra rộng rãi và cũng xin uh, thêm nói thêm một điều nữa là sáu tuần sau thì cái việc trúng ngừa này sẽ uh, sẽ trở lại uh, cũng năm ngày như vậy yeah. nhưng mà sau sáu tuần lễ lý do là 6 tuần bởi vì hiện giờ chính phủ khuyến khích mọi người nên chích yeah. ngừa thì sáu tuần sau thì chích được cái mũi thứ hai yeah. nha vâng rồi. xin kính chào và tạm biệt thầy ạ Dạ yeah. cảm ơn cảm ơn anh xuân ngọc và xin kính chào đến tất cả quý vị thính giả của đài SPS like share comment hãy đồng hành cùng SPS tiếng Việt trên Facebook